Kính thưa quý vị, tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết, đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người chết tại chỗ và một người khác bị thương. Thông tin ban đầu khoảng 0 giờ ngày 14 tháng 6 tại km 155 quốc lộ 55 thuộc địa phận xã Đức Bình, Tánh Linh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo 51D39674 và xe Mitsubishi Xpander chưa có biển số. Vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Đức Hùng, 33 tuổi, chủ xe, là người cầm lái và ông Võ Văn Thi, 35 tuổi, ngụ huyện Tánh Linh thiệt mạng tại chỗ. Công an huyện Tánh Linh đã huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn dùng cưa cắt xẻ để đưa thi thể hai nạn nhân ra ngoài và giải cứu nạn nhân còn lại là Trần Phước Hải Huy, 27 tuổi, bị kẹt trong xe đưa đi cấp cứu. Được biết, chiếc xe Mitsubishi Xpander là xe mới mua, chưa đăng ký và chưa có biển số. Vụ tai nạn đã làm chiếc xe này hư hỏng nặng, biến dạng hoàn toàn. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về vloa.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.